Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước trước thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là Comba lên súng kính bên lái của Taco Olin 700 lưu. Cái này là dòng xe đời mới anh em nhé. Đây là xịn luôn này. Taco cực kỳ, đây là hàng xịn nha, không phải hàng ngoài nha anh em nha. Đấy anh em nhìn thấy không? Cái chất của cái motor này, từ chất nhựa này, tất cả trên sản phẩm đều dập hết. Đó, đây chính là cái motor để chúng ta điều khiển kính lên xuống này. Đó, đây anh em nhìn thấy không? Mã sản phẩm này. Đó, đây là cái bánh răng để chúng ta sẽ chuyển động kính lên theo kính xuống này. Đây chính là cái cáp này chúng ta sẽ bắt vào khung sườn xe. Đó, và điện áp của cái dòng Taco này thì nó sẽ là 12V anh em nhé. Taco Olin lưu 700 lưu nó sẽ là 12V. Đó. Cực kỳ là xịn xò luôn. Cái chất lượng của nó rất là đanh. Đó. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là Comba lên súng kính của Taco. Cảm ơn mọi người đã cùng bước trước thời gian xem video của em. Anh em quan tâm, tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại Gara Auto BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.